just as I remember it from my childhood. Ngôi nhà này nothing là những gì tôi nhớ thời thơ ấu, không bị nói cả. Hello mèo nhá. Lâu quá không gặp mèo. Trời ơi, tôi live stream sớm quá, sao em biết hổm rày tôi live sớm. Hello nha. Ừ. Chung hổm rày con bệnh nên làm sớm, tối cũng sớm nha. Ủa, cái gì vậy? À, ai bật TV đó? Hổm rày clip mấy giờ mà sao online 1 giờ không thấy clip? Người ta clip 9 giờ rồi ông ơi. Thấy thấy anh vẫn hoạt động bình thường đúng không? Anh vẫn làm video đăng đều đều mẹ. Ừ. Đã lái sớm đấy, ôi rồi. Ai mà cười tươi nhờ. Bà ngoại thời trẻ hả? Ôi rồi. Lại một game về bà ngoại các bạn ạ. They were so young and so happy. I miss you grandpa. Ủa mà Mel có PC đúng không? Tôi tính rủ em chơi Granny nè, em có muốn chơi không? Cái game Granny hôm bữa là nó có thể chơi hai người đấy. Anh đang cần tìm đồng minh để chơi đây. Ôi rồi. Ủa sao tôi vô nhà một cách thản nhiên rồi. Không ai tiếp đón cả. À, bà ngoại kia. À, bà ngoại chống ấy đi à. Thì xóa bớt thì cài thôi, game nhẹ với em nặng đâu. Thiệt, bữa nào ấy đi tối chơi nha. Lại chim luôn. Có sự góp mặt của Meo Meo. Chơi vui. I've missed you so much. But a lot has changed. Trời má, chơi mà tới 95 độ em. We miss him so much. Let me make us some tea. Để bà làm cho con chút trà nhé. Bà khoan để con làm cho. Ờ, cảm ơn. Đúng rồi, bà như vậy còn làm trà nữa đấy, cháu làm cho nhé. Rồi tắt đi. Vừa vô game bà đang coi tivi mà tắt gì mày? Bật lên mày. Ờ xin lỗi. Để cháu bật lên nha. Sáng hồn dưới đêm đó luôn hả? Yeah. Vậy là mai mốt không 95 độ em nên đi tra keo lại với em. Thiệt á, em biết tra keo không? Nào khui máy ra rồi mua keo mới về tra lên nha. Bây giờ tôi sẽ đi pha trà. Rồi lại cuốn đeo ri giống cái mấy game nước Nga rồi. Ok mọi người, tôi sẽ đi pha trà nha. Pha trà, pha trà. Tôi cần đi pha trà các bạn ạ. Khi nó là như no water. À, ăn uống không ai dọn à. Cái gì? Không có nước luôn. Vậy bà sống bằng cách nào? Mà em học cái gì mà em tạo mà em tải mô hình vậy? Ủa anh nhớ học lập trình rồi đúng không? Sudo này là cái gì vậy? Nó học lập trình mà sao em... There was no water in the kettle. Không có nước sao mà làm pha trà được? As far as I remember, there was a well behind the house. Có cái giếng nước phía sau căn nhà. Hy vọng qua nước vẫn còn. Rồi bà sống sao mà giờ nhà coi như là không còn một giọt nước. Vậy là mỗi lần bà ngoại mà muốn uống nước là bà phải chống gậy đi ra đây à. Chống nạnh đi ra đây lấy nước à. Thật là tối tôi cần tìm đèn flashlight. Ok, tức là đâu đó trong cái nhà bếp anh em à. Môn xử lý ngôn ngữ nó cần vậy hả? Trời học, ủa sao em học cái gì mà... Ủa anh tưởng em giờ phải làm tốt nghiệp rồi chứ. Năm cuối rồi mà còn học à. Cái gì này phải lo làm tốt nghiệp chứ, làm đề tài chứ. À, kitchen cần cái này flash này. À rồi ok, kiếm thử coi. Đây, có rồi. Rồi má game mà có... đang làm khóa luận song song nè vậy hả? Ừ. Ráng đi, ví dụ như mình học tốt thì ở lại trường mình dạy cũng được. Đúng không? Rồi, xíu coi có gì không? Hello. I need a bucket. Trời ơi má ơi, cái giếng mà toàn rong rêu không vậy. Uống vô chắc cái gì vậy? Ủa ai vậy? À bà ngoại. Ủa má bà ngoại bà làm gì mới nhìn ra cửa sổ ghê vậy mọi người.
Rồi má tôi nghi lắm, tôi nghi cái này bà ngoại ma lắm á. Ấy chứ nghi lắm. Anh chơi xong mà anh hay đăng lên YouTube ấy, nên rảnh vô bấm like nha. Vô bấm like ủng hộ. Tại vì công việc cuối cùng, việc chính là vẫn là sẽ đăng lên YouTube. Rồi nấu nước. Ở kia không lấy gì rong rêu ra nấu luôn nè. Ghê vậy. Chờ cho cái nồi này nó sôi. À, ngoan cho lúc chờ tôi kiếm bà ngoại coi. Bà ngoại dâu rồi. Để thấy bà già mới đi ấy. Ơ, nãy thấy bà già đi mà. Kiểu còn có TV à. Thế bà già làm cháu sợ vậy. Em cũng đi tìm sợ quá rồi. Cái gì? I need a tea bag. I should look through the cabinets. Tìm gì em? Em tìm gì? À, tìm ngựa hả? Hay sao? Má bây giờ tháng sau là phải gửi cái gì? À, cảm hả? À. Ủa sao bệnh bây giờ em bị nặng hay sao mà phải tiêm, là em đi xét nghiệm người ta tiêm ta lấy máu à hay sao? Rồi được chưa? T-pack missing in the T-pack. À. I don't use cooking oil because it makes me gain weight. À. Đúng rồi, vaccine cảm thì hàng năm lâu tiêm. Hồi bữa là tiêm vaccine xong là ngủ một phát rồi tới gì á, tiêm xong rồi ngủ một phát tới mấy giờ á, tiêm cái ngủ hết như buổi chiều luôn. Ừ. À chi cảm ơn nhé. Rồi đem trà tới bà ngoại. Grandma, I made the tea. Grandma. Bà ngoại ơi. Bà ngoại sao vậy? Hello. Ok, bà ngoại có gì ghê vậy? That fast. It nhân smells vậy. Delicious. Mùi bé thơm đấy. How do you feel? Bà thấy thế nào? It's been very difficult lately. Thật I can hardly do anything. Khó mà cảm nhận được. Chân của ta đau quá nhiều, người ta không thể đứng được, ta đã ngồi cả ngày. Ngồi cả ngày để nhìn vô những tấm hình cũ xưa. I brought my camera with me, so maybe we can add few new photographs to your album. That's a great idea. Lấy máy ảnh từ cái xe. À, giờ chúng ta sẽ lấy máy ảnh xe chụp hình ra ngoài à. Nhưng mà nãy ai đang nhìn lén vào cửa sổ mọi người. Dạ tôi nghi trong nhà này có người ấy. Thấy mấy cha sống với nghề game mà clip tới sáng. Ôi dồi ôi, sức đâu mà chịu nổi em, cỡ anh giờ chịu không nổi nữa. Giống như đi làm cả ngày ấy. Như về vô live stream không nổi, mệt lắm. Nhưng mà phải nằm ngủ xíu mới live stream được. Không, chạy thận nha em. Thức khuya quá chạy thận á. Thức khuya live stream lâu ngày mà chạy thận á, tiền kiếm được cuối cùng cũng... I don't need a backpack. Cũng đem đi chữa trị vậy. Ừ. Nên hãy luôn yêu thương cơ thể nha. The trunk must be locked. I need to open it first from the driver's seat. Nên live sớm vậy á, live sớm, nghỉ sớm nha. Còn giả sử mà có like sáng gì thì nên ngủ trước. Nói chung là không nên nữa. Thấy không, cái ông mà hát snow đấy, ổng live stream tuần 8:30 không á. Lai tới tầm 10 giờ xong ngủ rồi. Ừ, cần chi lai nhiều. Tại vì Huy
công việc người ta tự do thoải mái, người ta lại sớm thì vậy. Ôi cha mẹ ơi, cái gì mà sao đường đi nó kẹt thế nhờ. Tôi làm gì? Hello Marie nha. Vậy luôn. Ừ. Nên không nên thức khuya nha. Cái vụ mà live stream tới sáng đó thiệt chứ, điều đó hạn chế thôi, không nên đâu. Đâu ngày bệnh đấy. Ma em. Ma nha. Anh đang tìm hiểu coi ma cỏ gì đây. Đang tìm hiểu. Vậy nè. Rồi. Rồi. Ok mọi người. Nói chung với khung giờ đó hại sức khỏe lắm, thiệt. Em clip tới 3-4 sáng em ngủ xíu em dậy đi làm, ôi trời ơi không nổi luôn á. Ủa camera đâu? Lấy chưa? Đồ má trời mà có thanh máu rồi tôi nghi rồi. Nó làm kiểu giống như game nước Nga hay sao á. Ủa xe mình đây mẹ. Đúng không? Review camera đây chứ nữa. Hay là ở đâu nhỉ? Camera hả? Thì trên xe thôi chứ đâu nữa. Chắc tôi nhầm xe hay sao đó. Rồi. Quay vậy chị bà ngoại coi. Cái này chắc Hương chơi đồi đó. Tôi nghĩ vậy. Review camera for the car thì không khá mà. Một phần do à gì đi quân sự gì à? Trời ơi con bởi vậy tội con gái ghê không, tội con gái quá. Vậy mà ngày xưa mấy cái nữ chiến sĩ người ta sao đi hầm rồi bụi đất cũng nấm chân ta vẫn xinh rồi hiểu không. Tôi nghĩ lấy camera trong này chứ đúng không? Mình sẽ camera for the car ở đây chứ gì nữa. Camera để đâu? Đúng rồi, phải vậy chứ. Từ đây đi coi thử coi. Có mẹ đâu, không được kha thấy có mẹ đâu. Review camera không được kha. Thank you.
Thì nói chung là ta lai lâu rồi đúng không? Người ta lai chim lâu rồi, có sức ảnh hưởng rồi. Còn nick này là mới tạo lại nha. Nick này tạo lại mới có 300 follow thôi đó. Chứ nick cũ tới mấy ngàn follow. Lô phong nha. Rồi má quần què rồi. Thôi bây giờ để coi phao cho nhanh mọi người. Hiểu hiểu cái camera trong xe mà chứ không có nhỉ. Rồi. Thì hay chơi lại thôi em nha. Thì hay nó chơi lại đi. Để tôi coi đây, coi đi như thế nào. Echo of the Hell nha. Thì tôi đang giống như là về nhà thăm ngoại ấy, nhưng mà có biến nha. Rồi để tôi coi cách nó đi lấy đồ cái đây. Khúc này tôi thấy cứng cứng rồi mọi người. Để xíu tôi coi đồ. Tự nhiên lấy đồ lấy không được. À đấy hả? Đâu thử coi. Cái ông gì mà tên Chí Quân đó. Ừ. Cái ông clip một game bộ clip tới mấy lần luôn. À là bấm nút này. Ôi trời ơi. Đây rồi. I don't need medication. I'm as healthy as a bull. Rồi, photo Ranma đâu? À chụp hình Ranma. Chụp hình ba bà ngoại. Rồi vô ngoại đi. Sao cơ? Chắc là photo grandma. Nút nào ra? Flashlight camera là số 2. À rồi. Chụp hình ngoài không? Chụp. Rồi. Ơ kìa. What the hell? Chụp cục ra tấm hình bà ngoại. Vậy có khi bà ngoại này đã đi rồi đấy. Chưa không không nha em ơi, tay vô không không có bản vẽ nha. Ừ, không có. Cái game đó chưa có bán bẻ đâu, hình như là nó bán tài khoản active offline thôi. Trời ơi, vậy? Ai vậy? Ai ai vậy? Ôi. Check the rally hell for the no shot. Ơ cái gì vậy? Check office room, phòng office. Vâng, office room mọi người ạ. Đây à, hình như có cái gì kìa, Slenderman hả? Mọi người thấy cái gì ngoài đây không? Cái bóng sáng ai đó ngoài kia kìa, ngoài đó đang ngoài nhìn tôi.
freeze my image and the truth will appear. Là sao? Đóng băng hình ảnh của tôi và sự thật sẽ được hé mở. Là cái quần què gì? Đóng băng hình là cái gì cơ? Để hiểu ra nói gì luôn. Cái gì ra không hiểu ta, đã buồn què gì không hiểu vậy. À, nó biến mất rồi, nó đi rồi mọi người. Trời ơi, cái gì? I've seen this tree somewhere. À, đã đào chỗ cái cây. Vì vị trí người đứng chỗ này. À. No drawing. Ý nó ở chỗ này hả? Chỗ đào chỗ này đúng không? I need a shovel. I should ask the neighbors. Rồi lên hỏi hàng xóm, xin cái xẻng. Ask the neighbor là hàng xóm về cái bên đó hả? Hello, qua nhà không? Hello. Cũng như hồi lần mà ông kia ông sao ta? Ông clip hai lần, ông nói tại nhiều khi có nhiều chưa con clip lại, nhưng mà khi mà mình clip lại nên cái mình biết trước á, nó sẽ mất đi cái sự hấp dẫn. Trời ơi, gõ cửa hàng xóm không ai nghe chứ. Ơi, nhà này có đèn, nhà này có đèn nè, chỗ này có đèn mọi người, gõ cửa đi. Is anyone home? Who's there? Ai đó? This is your neighbor. Might sound a bit strange, but my cat passed away and I need to bury her. Do you happen to have a shovel? Con mèo tôi chết rồi. It's to the right. Nó ngay bên phải phía sau căn nhà. Đấy, cứ lấy nó đi. Cô đừng xuất hiện đây nữa. Cô má quần què vậy mọi người. Không, ý anh là có một số người là họ live stream 2-3 lần đó. Ví dụ như họ nói là sáng họ live rồi đúng không? Thì chiều live lần 2 để cho những người nào chưa xem. Nhưng mà ý anh là mình chơi lại lần 2 là mình đã biết trước rồi đó. Ừ, là mình mất cái cảm giác rồi. Không lẽ giờ chơi lần hai cái tôi diễn cho mấy đứa chưa coi à. Rồi, đi đào đi mọi người, đi đào đi. Đây có gì? Trời má ơi, cái gì ghê vậy? Cái gì đây? Lighter à? I need to dig deeper. Tôi cần phải đào sâu hơn. Má đào hồi cái ra sát ngoại luôn. Ôi, cái súng hả? Oh my god. It's the one that...
What the? Vậy? What the fuck? No! Clip lại không nghe em nói dùng phép lại mới nhớ có nhiều người họ ăn cắp clip của mình đi đăng lại mọi người, như ông Dũng, như bên trực tiếp game cũng bị một lần nè, bên Chris cũng bị Return Home. What the fuck, không phải vậy chứ, im đi. Im đi! Cút đi! Trời ơi! Rồi rồi, chết mẹ rồi. What the fuck is going on? I need to activate the emergency generator. It should be in the locked storage room. And the keys are likely hidden in one of the books. Nè vậy? Đã biết. Không chín độ sáng được. Ở ngoài đâu rồi? Mất tiêu ngoài luôn rồi. Bên. Ê! Sợ quá mọi người ạ. À. Đâu tử. Hả? Nó tươi vậy, nó chạch luôn. Rồi thì trên telephone đi. Không có cho chỉnh sáng được à. Tối thế chơi làm đéo gì được. The globe was always a bit wobbly. À gì ta? Đi tìm cái chìa khóa trên cái mấy cái kệ sách để mở khóa cái cửa kho, đi tìm cái máy phát điện khẩn cấp. À. Đúng quá, game sợ nha. Game easy đơn giản mà cũng sợ kinh hồn. Cái này còn ăn táo nữa. Đèn phòng giờ bật được khẽ là sao? Không, bị ngắt điện rồi em. Đang tìm cái chìa khóa kho. Đây. Storage room. Phòng kho ở chỗ nào? Ở đây rồi. Sợ quá mọi người ơi, tôi không chơi nữa. Cái gì mà tối quá đéo chơi được. Cái gì ra ngoài đường rồi? Đèn pin hơi hết pin rồi, battery dead rồi, em ơi. Cái gì mà trời ơi, chơi gì mà điếu thấy vậy chừng nhỉ? Đèn pin đấy rồi em ơi, mà hư đèn, mà pin hư rồi. Rồi tôi khổ lắm cơ. Hết pin rồi, battery dead rồi nhá. I think it's broken. Sợ lắm. Hay là có pin không? À đây. Sao không cho mở? Mày đùa à?
Cái gì mà tối tăm vậy? Má, chú đi bằng niềm tin luôn. Phía trước có ánh đèn. Hai con mắt. Rồi chết rồi, hai con mắt. Có hai con mắt đang nhìn tôi. À, xé. Ủa, ra ngoài đường rồi hả? Ơi. Ở ra ngoài đường rồi, đi bậy bạ rồi. Sao? Nè, đang bật lửa nè. Ý là bật lửa đang cầm nè em ơi. Cái gì vậy? Bây giờ phòng kho thôi, hình như phải kiếm được phòng kho đấy. Anh bị sai rồi. Đúng rồi, đi sai rồi mọi người. Pearl TV, how many movies I've watched on it. Thì đấy. Ý là không có pin luôn á. Ở đây. Nó tắt điện. Đó chính là nó. À. Đặt máy phát điện gần cái thằng game này mấy anh chửi còn gì nữa. There's no fuel. I saw gasoline in the storage room. Xăng nữa. Gasoline. There's almost no gasoline here. I should search near the boat by the lake. Rồi. Tức là phải ra bờ hồ quá hả? Tiếp theo là đi tìm cái gasoline cạnh cái thuyền kế bên bờ hồ. Ôi trời. Hợp lý chưa? Làm sao tôi có thể đi được cái ngoài này khó đéo thấy mẹ vậy đó. Tối thế mọi người. Mò hả? Trời ơi. Tại tưởng em có PC nên mới hỏi em mấy cái chơi được không vậy. Chơi vậy đau mắt quá à, thiệt luôn á. Không chỉnh sáng được hả? Má thiệt chứ là niềm tin luôn á. I should return.
Cái gì vậy? Gì đây? Cái hồi dâu quá mọi người. I should return. Thôi thế. I should return. Ôi, ice cream 8 clip lâu rồi. Hợp lý. Tới chưa? Mẹ. Nó càng đi như là vòng nữa ta. I should return. I should return. I should return. Cứ đi tên hoài. Thôi để lên mạng coi mọi người cho nhanh. Chứ mình ngồi mò cái này tới Tết luôn á. Ừ. Thế này. Trời kiếm khó vậy cha. Kiếm thử rồi. Biết nhưng mà giờ đó thôi không có thấy gì hết trơn á. Đến coi, đến lên mạng coi cách nó đi nè. Hình như ta đi cũng nhanh nè, đâu đi lâu đâu. Như là đi thẳng, đi theo cái bờ rào. Chứ mình rút đi phải nhìn dưới đất á. Biết biết nhưng mà vấn đề là không biết hồ nào ở đâu ấy chứ. Nói chung là cái thằng chơi là nó nhìn đó, là nó đi nó nhìn dưới đất á. Thank you.
má bực nha. No one has lived here for a long time. Ôi chú đi, hồi đi qua nhà hàng xóm luôn rồi. Trời ơi, tôi ngao ngán quá mọi người. Cách nào load game lại được không? Hay là thoát game ra là về lại xuất phát luôn. Không thấy đường thật chứ. Thế thôi à. Mới đầu tưởng game kinh dị thế nào, ai ngờ đâu gặp cái thằng làm game chơi mất chạy ghê luôn á. I should return. Yo, đi hồi bậy bạ rồi. Thì đó, ý là có cần thiết phải tối vậy không? I should return. Là ý là đi kiếm bằng niềm tin luôn á mọi người. I should return. Ê bực nha. Mẹ, đi mà không tìm được gì giờ trong bóng tối mẹ mẹ. Nó đi thấy được không có cái xe à. Hiểu hiểu. Đây. Từ chỗ này đi thẳng ra nè. Hình như đi đường để đi hết bờ rào rồi nè. Như đâu đó quanh đây thôi. Hình như đây nè. Đây nè. Không phải hả? Sao tôi... không thấy con mẹ gì cả. Mẹ tôi bất lực quá. Thank you.
cực đéo chịu được. Trời ơi, mệt quá đi, mệt quá đi. Nếu tìm ra được cái gì trời. Rồi. Bây giờ phải qua được cái khúc này mình mới xong được. Near the board, by the left. Thế rồi. Được rồi. Gần. Tôi mừng quá. Tìm bà ngoại. Bà ngoại ơi, ngoại đâu rồi, ngoại ơi? Ơ, ngoại có ra coi phim à? Christopher, Christopher, where have you been for so long? Con làm gì mà lâu quá vậy? I was... Con, you look tired. Nhìn con mệt đấy. Maybe you should rest. Có lẽ con nên nghỉ ngơi đi. It was a long and tiring drive. Đúng rồi, một chuyến đi dài, con nên nghỉ ngơi một chút. I should have a little something to eat before sleeping. Tôi nên ăn cái gì đó trước khi ngủ. Ăn pasta. Pasta đã nào. Chúng tôi sẽ đi ăn pasta. Ooh. Hey there. I'm feeling a bit dizzy. I think I'll head out to the porch to get some fresh air and enjoy the pasta. Gì? Tôi nên đi ra ngoài hả? Ra ngoài hiên nhà ăn hả? Trời ơi. Ghê hả? Gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì đó? Ăn mà cũng có chọn cái phong thủy nữa hả?
đúng rồi, nó vậy á. Phải phong thủy vậy mới ăn được. Cái gì? Bỏ lên bàn bên phải. Má tôi mệt. Má gà tôi mệt mỏi à. Rồi má có chai bia luôn. Má rượu sake gì còn gì nữa. Ăn không mà ăn rồi đứng ăn trời. Có ghế đéo ngồi. Phải cúi cái lưng xuống cho khom lưng rồi ăn. Rồi. Xong. Đi về. I should turn off the generator. Tôi nên tắt máy phát điện đi. Ba hốc hết tô mì. Thì mẹ mà kém đi chở cảnh đũa gắp lên nguyên cọng bỏ vô mồm luôn. Khi bạn bị bỏ chết đói một tuần. Làm gì? Tìm bà ngoại. You know Chris. Có biết không? Khi ta còn trẻ, ông nội của con luôn biết cái cách làm tôi bất ngờ. Ông ấy đàn ông hiểu, là mạnh mẽ và quan tâm. Ta nhớ cái lần đầu tiên ông ấy mang ta đến nhà này thật là yên bình. Chúng ta yêu nơi này và hạnh phúc với ông ấy. Nhưng đôi lúc có những nỗi buồn mất không mấy, mọi thứ sẽ đổi. Tôi nhìn thấy rõ ràng, I remember có gì đó it đang so clearly, bị trôi giạt đi. As if something important slipped away. Ủa gì chung? Even now, it feels like he's still nearby, chim, hỏi, watching còn over. Thở rồi Kiên. Lai chim ở ngoài hoạt động rất là bình there thường. Are when I hear his voice tưởng when tôi ngẫm vậy sao á. Just lost in time. Don't worry, Chris. Bình thường dữ rồi á. The picture is lost again. Giờ này giờ thế gì giờ này tôi clip gì đây? Gần 11 giờ như mọi khi mà. Đi sửa anten cho nóc nhà. Mỗi khi vậy. Thì nói chung là trời ơi, tôi dân văn phòng mà về phải nghỉ xíu mới vô live stream được chứ. Đâu có giống như mấy ông kia, mấy ông tự do thì mấy ông gọi là chơi sớm được đúng không? Tận giờ này mới thấy trời ơi, ta trời gần 11 giờ người ta đã chơi rồi. Chúng ta live stream được gần nửa tiếng rồi. Đúng mà bắt à, bắt thang rồi đúng không? Bắt cái thang. Chứ đường nào mọi người? Leo lên nè. Nói ăn tem nhớ cái ăn tem mà ở gần nhà tôi ấy, cái nhà kia đó nó nghiêng sắp ngã rồi đó. Không ai ngó ngang vậy chứ. Nói đừng nói tôi lên hù cái té lọt đầu nha. Khoan khoan cái nút hộp quẹt lúc nào. Lighter số 3 đúng không? Rồi, ok. Cái bật như không bật kia mọi người. Bật như không bật gì á. It looks like it's working. Có vẻ là ổn rồi. Vâng. Còn ổn luôn. I need to get to bed, but I think I should barricade the doors with something. The night was very unsettling.
Use barricade. Use chair to barricade được. À, dùng để chặn cửa đúng không? Rồi, chạy cửa. Đôi khi chặn cửa vậy cũng là bất lợi cho mình đấy. Hồi xưa lắp cái vệ tinh coi cho nó đúng. Đang xoay nó cười, cái nó rớt cười xỉu. This seems secure enough. I'll use the bathroom and brush my teeth before sleeping. À, đây là cách để chặn cửa mọi người. Là cách để chặn mà để người ta không vô được đúng không? Nó là hợp lý. Cái gì? À, đi vô nhà tắm, à, đánh răng, súc miệng. Má kêu làm gì quá mọi người ạ. À. Làm vậy thì thôi, tôi còn gì để nói nữa. Kỹ thế thì tôi còn gì để bàn cãi nữa. Hát bà ngoại nó cười ghê, bà cứ ngồi bà nhìn vậy nè. Nhưng mà cái hình chụp không có bả, vấn đề là hình chụp nó không có bả. Thì tôi nghi bà này bà ngẫm lâu rồi. Thì thằng con nó ngốc thôi. Ok. À, một tắm luôn. Push your seat and sleep. Rồi là sleep được chưa? Thôi chứ hồi ngủ luôn đi nha. Vẫn chưa em à. Use bathroom. Thứ này có hơi gì? Thì đó. Vậy chính là bả rồi chứ gì nữa. Ghê mọi người. Ghê thiệt. Anh em đợi tôi chút nha. Trời ơi. Nghe tiếng xả nước không? Cái vậy cứ nhất thiết là phải la lên vậy mọi người. Mẹ thiệt luôn, mèo nói mèo làm tôi quê quá. Mẹ. Thôi coi có gì kìa. Đi tìm một góc tiếng động. Ơi, rồi gian cửa rồi. Ý, cái gì vậy? Cái gì vậy? Thằng nào bắn là bắn. Ở đâu vậy?
Bức tranh. What the fuck? Bức tranh này là sao? Gì vậy xảy ra? Bà má bà ngoại coi phim ghê chứ. Tí gì kìa? Em nghe thấy bước chân. Ôi! Đừng! Đừng! Ôi! Bà ngoại! Bà ngoại trẻ ra! Có còn nhớ chúng ta đã từng chạy ở cái căn nhà này, anh luôn luôn biết sao để làm cho tôi cười. Tôi đã mỉm cười mỗi khi anh xuất hiện. Vào cái ngày đó, mọi thứ đã thay đổi. Anh nhìn tôi cái cách mà chưa từng nhìn trước đây. Đó là có cái gì đó trong bàn tay của anh. Tôi không nhận ra đến khi nó quá trễ. Thời gian có vẻ đã ngăn lại cái khoảnh khắc ấy. Mọi thứ đã trở nên tĩnh lặng, quá tĩnh lặng. Tôi quay lại thời khắc đó, tôi mong là tôi có thể hiểu được cái cảm giác đó. Nhưng bây giờ mọi thứ đã quá trễ, đúng không? It's too late, isn't it? I am, really. Tôi thật sự. Thật sự gì? Hả? Đấy, không lẽ tôi là sát nhân à? Không lẽ tôi chính là sát nhân? Ngoại biến hình thành chị ngoại. Christopher, from what? We're just shadows here now. Echoes trapped me in these walls. Cái bóng ở đây thôi. Leave before Echo you fade with me. Đã giam tôi ở đây những từ đi tìm cái đuốc và rời khỏi nhà này. Cái đuốc ở đâu em? The torch. The torch là ngọn đuốc. Cái súng này. Rồi cả cái nhẫn nữa. Rồi chót. Rồi ra ngoài đúng không? Glinda. Glinda. Follow Glinda. Xin cho Swan. Ở đâu? Ở kìa. Gì đó? Hiệp ơi. Trời ơi, anh chơi gần xong rồi Thảo ơi, giờ này mới vô hả em ơi? Chơi một tiếng thôi. What the? Muốn ai lấy xe tôi vậy? Fuck. Rồi tôi bị giống như bị giam trong cột lập à. Bên Thảo nha. Called memory slip away. I can't stand it, just must stand it. Going back, you
Hay nhớ bị vòng lặp hay sao? Mấy game nhảm xịn. May mà tôi không mua đấy. Chứ tôi mua nó là tôi quê lắm đó mọi người. Kìa cái dưới sông. Chứ lại nữa, chờ ở không lắm. Ừ, nói chung cái kết sạm đó mọi người. Thì cô đó. Cái kết không thể sầm xí hơn được. Rồi. Ủa cái game mà Don't Drop The Cat là bao lâu vậy Phương ơi? Không có sai, vấn đề là giống như là mình bị giam trong cái vòng lặp hay sao ấy. Nhiều khi những gì mình thấy đó là chính mình chứ không phải gì đâu. Đấy, thế là hết. Đi bộ hồi đi đây thì hết trên giờ thì mai đi bộ đi đây nó chưa có bản chưa có hát em. Trời ơi, mỗi lần nhắc em phải bỏ tiền đúng không? Đâu để tôi lên Steam đi coi coi. Ôi chết cha rồi, điện thoại tôi chưa đăng nhập Steam nữa. Chưa cái đó chơi bao lâu? Không, ý là cái đó chơi bao lâu, mấy phút? Không thì mai chơi nha. Mai chơi cũng được. Cái đông rớp được khác bao lâu? Cái mà đông rớp được khác là bao lâu? Để biết tôi tính toán trước ngày mai chơi cho hợp lý. Ngày mai tôi ngủ trưa hết buổi chiều, tối nay là tôi dư sức chơi. Đông rớp được khác. Trời ơi, chỉ mới bồ rồ lô chua thôi hả? Trời ơi. Cái gì ghê lắm. Thôi trước mắt chúng ta vậy đi nhá. Ngày mai sẽ chơi Evil Holiday. Thực ra thì trend hay không trend thì chỉ cần chúng ta làm content đủ cuốn hút thì nó vẫn sẽ có lượt xem thôi. Ta thấy nhiều ông chơi chảy lắc vậy mà vẫn lên mà. Không sao đâu. Ừ, nhiều người chơi mấy game cũ tới lui đấy vẫn ổn mà sao đâu. Không, ý là anh thấy nhiều người chơi ba game cũ chơi tới chơi lui có sao đâu, ý vậy. Nhiều khi họ không chơi nữa tới mình chơi, nhiều khi lại đông ấy. Nhiều người chơi quá mất lượt nha. Rồi. Ok vậy thôi nhé. Rồi thôi để mai chúng ta sẽ tiếp tục game mới. Chơi giờ nó thức chứ vậy hả? Nhiêu tiền game đó, nhiêu tiền? Phải lên Steam nữa mà tôi chưa đăng nhập Steam đây nè. Để tôi đăng nhập Steam đây. Ừ. Khi đó đúng rồi. Ừ. Để mai đi nói chung là mai nha. Đi bộ đây mai mấy là ý là giờ anh chơi game thói thui à vậy hả? Ừ. Ừ thôi mai chơi sớm nha. Không biết có hiểu đúng ý không? Ừ. Okay. Mày chúng ta sẽ lại. Em thức tới 1-2 giờ chưa thấy anh chơi nữa. Không, mới bữa trước rồi chơi sớm rồi. Mấy bữa trước là chơi sớm rồi. Ấy rồi. Rồi để tôi nhớ coi.
Để coi, Evil Holiday là ngày mai đúng không? Ngày mai, dành nó 40 phút. Đang sale. Ý, và đang giảm giá mọi người. Thì vậy thì được. Mai chơi game, game nhanh thôi. Rồi thôi để mai nha. Thống nhất là để mai. Mai chơi tiếp. Rồi vậy đi cho dễ. Okay. Chứ tôi chơi dồn dập quá là bữa sau nhiều clip nó làm không kịp đúng không? Chơi từ từ. Liên tục quá là không làm kịp. Ừ thôi ngủ nha. Nói chung là vì sức khỏe nên ta ngủ thôi. Hẹn em mai ta sẽ tiếp tục. Ừ, cảm ơn em. Ngày mai nha. Mai hả? Không, mai sớm đấy. Mai 10 giờ nha. Ok, bye bye. Mai 10 giờ nha.